Chúng tôi sẽ đi Texas, biên giới phía Nam. Như các bạn đã biết, chúng tôi đã hoàn thành bức tường. Họ có thể muốn gia tăng hơn nữa. Tiến trình gia tăng đang tới gần. Thật là một thành công quá mức nhiều người suy nghĩ. Nó đã ngăn cản số lượng lớn ma túy đổ vào đất nước trong nhiều năm, nhiều thập kỷ. Chúng ta đang ngăn chặn rất nhiều di dân bất hợp pháp, con số rất tốt. Dường như có một làn sóng dâng lên hiện nay vì nhiều người đang đổ tới. Nhiều đoàn người đang hình thành vì họ nghĩ rằng sẽ có rất nhiều quyền lợi cho họ nếu họ xâm nhập vào được, nhưng chúng ta đã ngăn cản được. Bức tường đã tạo ra sự khác biệt lớn. Tôi nghĩ vài người trong số các bạn sẽ đi cùng tôi, nhưng bức tường đã tạo sự khác biệt lớn ở biên giới phía Nam. Về điều được quan tâm, chúng tôi không muốn có bạo động, không bao giờ bạo động. Chúng tôi tuyệt đối không muốn có bạo động. Về vấn đề trút phế, nó thực sự là tiếp nối của việc thanh trừng lớn nhất trong lịch sử chính trị. Thật là vô lý, hoàn toàn vô lý. Việc trút phế này tạo ra sự giận dữ khủng khiếp. Thật là tệ hại, họ đang làm điều đó. Bà Nancy Pelosi, ông Chuck Schumer tiếp tục con đường đó. Sẽ tạo ra sự nguy hiểm khủng khiếp cho đất nước chúng ta và sẽ tạo ra sự giận dữ khủng khiếp. Tôi không muốn có bạo động. Cảm ơn các bạn rất nhiều. So we're going to Texas, we're going to the southern border. As you know, we've completed the wall. They may want to expand it. We have the expansion underway. It's been tremendously successful, far beyond what anyone thought. We're stopping in large numbers the drugs coming into the country for many, many years and decades. We're stopping a lot of illegal immigration. Our numbers have been very good. There does seem to be a surge now because people are coming up. Some caravans are starting to form because they think there's going to be a lot in it for them if they're able to get through. But we're able to stop it. The wall has made a tremendous difference. I think some of you are coming with me, but the wall has made a tremendous difference on the southern border. As far as this is concerned, we want no violence, never violence. We want absolutely no violence. And on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it. And it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no violence. Thank you very much. Thank you.